chào và chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình. Dạo gần đây mình nhận được rất nhiều những câu hỏi từ những người bạn của mình đi thi IELTS về kể và nói rằng là mình làm rất là tốt rồi và có lẽ lần này mình sẽ đạt điểm cao. Nhưng mà đến lúc trả điểm về thì các bạn biết rồi đấy, điểm vẫn không đạt được như mong đợi. Và mình cũng tự hỏi bản thân rằng là tại sao họ lại như thế trong khi họ chắc chắn rằng mình đã được điểm cao rồi. Nhưng chắc là có một số điều bạn ấy làm chưa tốt nhưng mà lại chưa biết mình làm chưa tốt ở đâu rồi. Vậy thế nên là trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cách nho nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng để gây ấn tượng với ban giám khảo nha. Giống như người bản địa ấy các bạn, họ nói từ you know rất là nhiều. Kiểu you know this, you know that, xong kể câu chuyện từ đấy ra. Thì cái từ này nó cũng không góp ích gì nhiều trong ý nghĩa của câu chuyện đâu. Nếu lúc thấy bí từ hoặc là bí nội dung hoặc là cần thêm thời gian để suy nghĩ thì các bạn cứ ném cái từ này vào nhá, để cho nó tự nhiên giống người bản xứ ấy, nhưng mà cũng đừng lạm dụng quá nhiều. Các bạn cũng có thể sử dụng từ như là to be honest hay là dùng từ like như kiểu để nối các câu hoặc là để liệt kê các từ đằng sau chẳng hạn. Ví dụ như là I like flowers, like carnation, like rose, some kind like that. Và cũng đừng quá căng thẳng về chuyện ờm à, bởi vì thực sự là bạn cũng có thể ờm hoặc là à vào đấy cũng được, nhưng mà đừng quá nhiều. Các từ nối mà các bạn có thể dùng như là while, however, so that, because hoặc là rất nhiều từ khác nữa, nhưng mà hãy nhớ là dùng nó để làm gia tăng vốn từ vựng khi mà nói của mình. Chức năng của các từ này dùng để nối các câu với nhau và làm cho chúng trở nên liền mạch và dễ hiểu hơn. Ví dụ đơn giản thôi như là I learn IELTS because I want to work in international corporations. Lưu ý số 3 và cũng là lưu ý cuối cùng là các bạn đừng nên lặp lại quá nhiều từ trong câu hỏi và trong gợi ý trong phần listening task 2. Bí quyết này thực ra dành cho các bạn mà có vốn từ vựng khá tốt rồi mới có thể tìm các từ để thay thế và tránh lặp lại những từ trong câu hỏi của ban giám khảo. Thế nên là đối với những bạn chỉ phấn đấu band thấp thôi thì đừng hạ hố cái này làm gì nha, hãy cứ chậm mà chắc. Còn với những bạn mà muốn cải thiện điểm hay là nâng band hoặc là muốn phấn đấu từ band 7.0 trở lên thì paraphrase là một điểm cộng trong mắt các bạn giám khảo khi chấm điểm của các bạn đấy. Vừa để thể hiện bạn có vốn hiểu về đề bài này, lại còn thể hiện vốn từ vựng phong phú của các bạn nữa. What is your hobby? Well, I have interest in taking photos of cats, drinking wine and sometimes smoke some cigarettes. Đùa đấy các bạn, drinking wine và smoking thì nó không đúng đâu, thật đấy. Còn taking photos of cats thì yes, they are freaking cute. Ở ví dụ đó thì mình tránh sử dụng từ hobby mà không trả lời là my hobby is blah blah blah, mà mình đã trả lời là I have interest in, như là mình có hứng thú với việc này, việc này. Nếu các bạn đã sử dụng cách paraphrase nào thú vị và sáng tạo thì cũng đừng ngần ngại mà comment phía dưới cho bọn mình cùng tham khảo nha. Paraphrase là một nghệ thuật, người paraphrase cũng là một nghệ sĩ luôn. Yeah, video này ngắn vậy thôi nhưng mong là nó có ích cho các bạn. Thôi các bạn học IELTS của mình ơi, nếu mà các bạn có bí kíp nào hay ho thì cũng nhớ comment ở phía dưới để bọn mình cùng học hỏi nhau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.